Hello các bạn, Christina đây. Hôm nay Christina muốn làm một cái video để chia sẻ về mobile home loans. So, mobile home loan là cái gì? So, thường thường nếu mà các bạn nào mà tính mua căn nhà mobile home và mình cần mượn tiền với nhà băng á, thì nó gọi là mobile home loans. So, cái số tiền mà mình trả mỗi tháng cho nhà băng đó, đó thì nó gọi là cái từ là mortgage payment. So, thường thường các bạn trả cái số tiền đó đó là nó có thể include nếu mà mình cần finance cái tiền insurance của mình hoặc là finance cái tiền escrow của mình luôn. So thì thường Christina biết đó là có mấy nhà băng đó, cho mình finance cái tiền mà mình trả mỗi tháng cho căn nhà, cộng chung cái tiền mà mình phải cần trả cho insurance cho căn nhà, cộng chung cái số tiền mà mình tiền giấy tờ mà các bạn lần đầu mua căn nhà của mình đó, thì mình có thể finance ba cái thứ đó luôn. So tùy theo nhà băng của các bạn. Và với mobile home á, tại vì mà mobile home nó rất là khó hơn căn nhà residential là căn nhà house single family á, so thường thường cái số tiền loan và số tiền interest rate mà nhà băng trả mình á, so cái điểm mà nhà băng trả là cho các bạn mượn tiền của họ á, thì nó có thể là cao hơn compare tới với single family. Christina có vừa có giúp khách mà cái họ coi loan approval cho cái nhà mobile home á, là Christina thấy mới vừa đây là khoảng chừng 800, họ cái loan của họ là 800 mấy lận, tại vì với mua nhà house thì nhiều nhà băng cho mượn tiền hơn á, với mobile home, tại mobile home là ít nhà băng hơn, so lý do gì vậy thì cái tiền mà interest rate thì nó sẽ cao hơn. Cái thứ hai nữa đó là thường thường với cái nhà mobile home á, là nếu mà nói về tiền down của mình á, thì Christina thấy á, tại vì với cái nào mà cũng hơn á, mà nếu như là năm 1600 mấy hay 700 mấy á, Christina thấy là thường thường mới căn nhà cũ á, thì nhà băng sẽ yêu cầu là mình down hơi nhiều hơn. So thường thường Christina thấy là khoảng chừng 30-35% lận với cho căn nhà cũ hơn để cho dùng cái số tiền đó để down. Với căn nhà mới hơn á, mobile home mới hơn á, thì mình có, các bạn có thể qualify cho khoảng chừng 20-10% tùy theo vậy. So Christina recommend đó là mình nói chuyện với cái người loan officer của mình trước đã để cho biết hơn. Và mấy tháng này Christina thấy mấy khách của Christina mà tính mua cái nhà đó, thì họ có thể qualify cho mấy thứ đó. Và với mobile home á, thì nhiều người không có biết đó là tại vì mobile home nó hơi khác với nhà cái nhà house á. So lúc mà các bạn tính đi ra ngoài để compare cái nào tốt hơn cho mình á, thì Christina recommend đi với cái company nào á mà họ chú ý lên cho mobile home. So thường thường á, nhiều người không có biết cái lúc mà mình ra ngoài mình làm application để cho mượn căn nhà, mượn tiền á, tại mình mua nhà đó, thì lúc mà khách hàng họ đi tới làm giấy tờ phải không, họ không có nói cái người loan officer biết đó là cái này là cái tiền mượn tiền loan để cho mua mobile home. So lúc cuộc của họ là nguyên cái sắp giấy tờ luôn, được cái tờ giấy pre-approval, xong rồi nộp cái offer, xong rồi lúc mà pending một cái á, mình nói chuyện với người loan officer của mình để làm giấy tờ đó, thì lúc đó họ mới biết là căn nhà này căn nhà mua, căn nhà mobile home. So vì vậy Christina recommend đó là make sure lúc mà từ đầu á, các bạn đã nói cho người loan officer biết là tôi tính dùng số tiền này cho mua mobile home. Vì vậy thì mình có thể make sure là 100% đó là mình cầm cái loan approval đó, đó là chú ý cho mobile home. So yeah, cái đó là ít mà Christina chia sẻ vì loan với mobile home. Nếu mà các bạn có question gì hay là câu hỏi vì đó thì cứ liên lạc với Christina ở dưới comment hoặc là gọi vào cái số phone ở trên cái YouTube channel này nhé. Thank you.